Người biết cúi đầu mới là người trưởng thành, người biết hạ mình mới là cao thủ. Kính thưa quý vị và các bạn, người xưa có câu, biết cúi đầu mới là trưởng thành, biết hạ mình mới là cao thủ. Quả thực trong cuộc sống, càng là người học rộng, tài cao, hiểu biết nhiều thì càng hiểu được phải khiêm tốn, hiểu được rằng làm người phải học và biết cách cúi đầu. Một hôm có người hỏi Socrates, một triết gia Hy Lạp cổ đại, ông là người có học vấn uyên thâm nhất thiên hạ, ông có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Socrates trả lời, 3 thước, 1 thước bằng 0,33 mét. Người này tỏ vẻ nghi hoặc nói, thưa ông, ngoài trẻ con ra thì con người chúng ta ai cũng cao 5, 6 thước. Nếu khoảng cách giữa trời và đất chỉ có 3 thước, thì chẳng phải chúng ta đã đâm thủng bầu trời rồi hay sao? Socrates tiếp tục nói, đúng vậy, phàm là ai cao hơn 3 thước, nếu muốn đứng được ở giữa trời và đất thì phải biết cúi đầu xuống. Câu chuyện cổ xưa này nói cho chúng ta biết một đạo lý, cúi đầu chính là một cách ứng xử đúng mực, một cách nhìn xa trông rộng trong cuộc sống. Trong video này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé. 1. Học cách cúi đầu khi đối mặt với hiện thực trước mắt. Giữa thực tại và mơ ước thường có một khoảng cách, chênh lệch rất lớn. Một số người khi bước vào trường học, vào cuộc sống hay nơi làm việc mới thường mang theo những nguyện vọng, mơ ước tốt đẹp, nhưng họ lại khó thích ứng được với những nội quy, quy định nghiêm khắc của nơi đó và dễ dàng đánh mất đi lý tưởng, khó có thể dung nhập được với môi trường này. Lúc này, nếu chỉ một mực ngẩng cao đầu trông ngóng mà không hạ bỏ được cái tư thế của bản thân thì rất khó tìm cho mình một chỗ phù hợp, chuẩn xác. Trái lại, cúi đầu xuống, tĩnh tâm lại, hạ thấp tư thế xuống, nhiệt tình làm việc thì sẽ rất nhanh có thể tìm được vinh quang cho mình. 2. Học cách cúi đầu trước những sai lầm của mình. Con người không phải thánh nhân, nên ai mà không từng phạm sai lầm, nhưng đã mắc lỗi thì nên cải sửa. Tuy nhiên, có nhiều người khi mắc lỗi lại khuyết thiếu can đảm cúi đầu thừa nhận sai lầm của bản thân mình. Sai lầm do bản thân mình gây ra rất có thể sẽ làm thương tổn đến người khác. Chỉ có cúi đầu mới có thể bù đắp lại được. Cúi đầu không phải là khuất nhục, cúi đầu cũng không phải là thể hiện người thấp hèn, mà thể hiện rằng bản thân biết sai nên phải sửa. Đó cũng là cái giá phải trả cho tội lỗi của bản thân mình. Can đảm cúi đầu trước sai lầm mình gây ra chính là thể hiện của sự thông minh và quyết đoán, là một loại cảnh giới và phẩm cách cao quý, cũng là một loại rộng lượng và thong dong. Có thể gập vào thì mới có thể duỗi ra, có thể lui mới có thể tiến, có thể nhu mới có thể cương. 3. Học cách cúi đầu với những dục vọng bản thân. Mong muốn, dục vọng của con người là vô hạn, không có chừng mực. Trong lòng người, không có cái gì là tốt nhất mà chỉ có cái tốt hơn và hơn nữa. Có những người luôn thích kiếng chân lên, vươn cổ cao lên để vượt hơn người khác, nổi danh hơn người khác. Chứng kiến địa vị của bạn bè, đồng nghiệp đều thăng lên như thang máy. Người này làm cục trưởng, người kia làm trưởng phòng. Trong khi bản thân mình lại không là gì cả liền cảm thấy oán trách trời đất, xã hội bất công. Nhưng mà chỉ cần cúi đầu xuống, sẽ phát hiện ra những thứ mà bản thân mình có được là rất nhiều. Chính là mải ngẩm lên mà không nhận ra và trân trọng nó mà thôi. Cuộc đời nhắc nhở chúng ta rằng, rất nhiều người cả đời ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại mới nhận ra, thứ mà mình giành được rốt cuộc cũng chỉ là phù du, mây khói, là vật ngoài thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất thông thường đều là những người hiểu được rằng là người phải biết cúi đầu. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ. Người biết cúi đầu mới là người trưởng thành, người biết hạ mình mới là cao thủ. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Nếu bạn thấy video hữu ích xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh.
nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.